Dạ, em xin chào tất cả anh em đam mê Zippo đã ghé thăm và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gò Vấp dưới đa của em nha. Dạ, em tên là Thanh. Kênh của em thì chuyên bán các mặt hàng Zippo cổ xưa La Mã với tiêu chí hàng đầu luôn luôn là hàng zin của Mỹ. Trong clip ngày hôm nay, ngoài việc mô tả chi tiết chiếc Zippo được đựng trong hộp thiết và có giấy ở ngoài này ra, thì bên cạnh đó em cũng sẽ công khai giá cụ thể trên clip này luôn nha. Những anh em mà mới biết đến kênh của em đầu tiên thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để mình tiện theo dõi những mẫu mã Zippo có ở trong kênh của em nhiều hơn. Dạ, và bây giờ thì em xin phép quay lại chiếc Zippo. Dạ, chiếc Zippo được đựng trong có giấy ở ngoài và hộp thiết zin hãng ở bên trong luôn. Tất cả đều là hàng zin nguyên bản từ hãng nha anh em. Và ở dưới đế mộc đáy cũng có cái chủ đề là Day in Hand, là nói về một người tay lái nổi tiếng và được giành nhiều chiến thắng giải vô địch trong đường đua nha. Một chiếc hộp thiết quá đẹp. Đây, bên trong hộp thiết thì nó cũng có lót một cái miếng xốp. Miếng xốp này là để cho nó khỏi bị chảy xước bề mặt ở chiếc Zippo ạ. Một chiếc Zippo về có đầy đủ hộp giấy luôn, cùng với chủ đề. Trên bề mặt chiếc Zippo này thì chủ đề của nó cũng có dòng chữ Day in Hand, là người tay lái xuất sắc nha anh em. Và dưới này thì nó ghi là 7 champion, là 7 lần chiến thắng vô địch, giành giải vô địch, sẽ rơi vào năm 1980 đây ạ. 80, 86, theo em tìm hiểu là 87, 90, 91, 93, 94 là 7 năm được giải vô địch, được 7 lần được. Và tem đen của này là tem đen của hãng nha, là tem giá từ lúc nó xuất xưởng nha anh em. Và trên bề mặt chiếc Zippo cốt đồng mạ chrome HB bóng được đổ sơn rất là đẹp về chủ đề Day in Hand. Và ngoài ra thì ở ngoài chiếc hộp giấy này nó cũng có cái tên luôn, in hand, là cùng một cái chủ đề. Và hộp thiết nó cũng có luôn nha anh em. Và trên bề mặt của tờ giấy thì nó cũng có ghi đây là sản xuất để bởi được công ty Motorsport Company, về tay đua Day in Hand. Quá là đẹp nha anh em, có giá trị sưu tầm. Và chiếc này thì được sản xuất vào năm 1996, 12 La Mã, tháng C, một đáy lõm hàng nội địa Mỹ, rất là đẹp, xuất sắc luôn. Và tem đỏ của hãng còn nguyên, hay còn gọi là tem siêu, còn nguyên ạ. À, đây, nó chỉ là bị hết keo chỗ này thôi, còn lại là còn nguyên nha anh em. Cạnh viền bản lề quá đẹp, một chiếc có bản lề 5 cháu thẳng hàng và khép kín. Mặt trước đây ạ. Tại vì dòng HB bóng á, nên nhiều lúc em quay em cầm á, nó dễ bị bám dấu vân tay. Và đây. Và em chùi là nó lại hết ạ. Em đang lấy góc ánh tối á, để anh em nhìn thấy, nếu mà nó có xước sâu á thì anh em cũng sẽ nhìn thấy rõ ha. Hiện tại thì chiếc này nó có xước nhẹ nhàng ở trên này, xước lông mèo mảnh ở trên này nha. Đổ sơn quá là đẹp. Chiếc này chân trong tủ có nhiều dãy số cũng đẹp nha anh em. 80, 86, 87, 90, 91, 93. Và những con số căng với nhau, căng xứng với nhau. Đây, cạnh viền trên nách đây ạ. Cạnh viền trên nách thì nó có một dấu chấm nhỏ xíu ngay chỗ này. Và đây, em đang quay gần để anh em nhìn kỹ hơn. Đây là một chiếc mặt sau quá là đẹp, bóng loáng luôn. Và những dòng mà HB bóng mà nó có chế độ mà ít xước lông mèo, ít xước tơ thì rất là ít nha anh em, rất là hiếm. Nên là cái chiếc này, cái vấn đề xước ở chỗ này nó không ảnh hưởng nhiều. Và em lấy góc này thì nhiều lúc anh em cũng không thấy được.
Rồi quá là đẹp. Đây là cảnh viền mở nắp đây ạ. Dạ, và chiếc Jippo chủ đề về Dale Earnhardt năm 1996, một ngược. Dạ, thắng. À, cái này là chiếc này là thắng G. Đếm zoom lại nhìn kỹ hơn. Dạ, chiếc này thì thắng G. Thì em xin phép mẫu này giao lưu đến anh em có giá là 1,5 triệu nha. Em bao phí vận chuyển, và bên cạnh đó thì em cũng sẽ tặng kèm anh em một vỉ đá vàng zin hãng kèm theo. Và một chiếc Jippo năm 1996 máy mới, tem đỏ còn nguyên, kèm hộp, đầy đủ hộp và thêm một vỉ đá chính hãng màu vàng thì rất là hợp lý nha anh em. Và trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Jippo đã ghé thăm và ủng hộ kênh Bật Lửa Jippo Gò Vấp Dưới Đa của em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.